Thẩm tra dự án luật lưu trữ sửa đổi tại phiên họp toàn thể, các thành viên Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi do chính phủ trình nhằm thể chế các quy định của Đảng, đáp ứng với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên cũng đề nghị cần phải làm rõ một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền thực hiện lưu trữ. Về quy định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, các ý kiến đề nghị Ban soạn thảo làm rõ việc thiếu vắng quy định về thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, thị xã trong lưu trữ tài liệu tư liệu lịch sử. Trong đây không thấy một cái khoản nào quy định đối với trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thị xã. Ngoài như vậy, với tình hình thực tế, có những Ủy ban Nhân dân của quận, huyện và thị xã có rất là nhiều, hiện nay lưu trữ rất là nhiều. Qua quá trình hoạt động có nhiều cái tài liệu lưu trữ lịch sử hoặc là những cái tài liệu trung gian giữa cấp tỉnh và cấp xã, thì như vậy cái việc quy định không có một cái khoản nào ở trong cái ở điều chính này thì như vậy nó đã phù hợp với thực tiễn chưa, và theo tôi thấy là nên có một cái khoản để quy định. Bên cạnh đó có ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ quy định danh mục tài liệu được giải mật. Chúng ta phải giải mã mật tài liệu lưu trữ chỉ với quy định trình tự thủ tục giải mã mật đối với tài liệu lưu trữ cơ quan lưu trữ lịch sử, đề nghị bổ sung nội dung quy định về trình tự thủ tục giải mã tài liệu lưu trữ tại các cơ quan khác cho nó đầy đủ hơn. Về chứng chỉ hành nghề lưu trữ, các ý kiến cũng đề nghị làm rõ sự cần thiết cơ sở của việc thay đổi thẩm quyền cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ, đồng thời bổ sung quy định về thời hạn, nguyên tắc và điều kiện cấp lại, thu hồi chứng chỉ này.